Bà Trương Thị Thế ở thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi. Là hộ mới thoát nghèo, bà vừa được nhận hỗ trợ 190 con gà nuôi thương phẩm. Từ khi được cấp gà, bà chăm sóc cho ăn uống kỹ lưỡng, nhất là khi thời tiết đang giao mùa. Chuồng gà cũng sắp được gia đình gia cố thêm, nên khi mưa gió đảm bảo giữ ấm cho gà sinh trưởng và phát triển tốt. 190 con gà là nguồn vốn để gia đình phát triển kinh tế và chống tái nghèo rồi thì bây giờ cũng cái cho cái chút giống bó nó còn chút ít là em để cái giống rồi nó xin đẻ rồi để ấp nó kiếm cái giống lại nó gai lẹ thôi. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 dựa trên nhu cầu của bà con, thành phố Quảng Ngãi đã khảo sát, lấy ý kiến và thực hiện hỗ trợ liên kết sản xuất chăn nuôi gà thương phẩm, bò cá sinh sản theo chuỗi giá trị tại các xã Nghĩa Hà, tỉnh ấn Đông và tỉnh An. Trong năm 2024, Xã Nghĩa Hà đã dẫn ngân 370 triệu đồng để mua 12.540 con gà giống thương phẩm, cấp cho 22 hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Cái kỳ đây thì cũng tới Tết, tới Tết thì cái lượng gà người ta tiêu thụ cũng nhiều đó. Nhưng mà cô cũng ưng cái là yên tâm là cái cái lượng mà mình xuất nó ra một lúc, ví dụ như được khoảng trăm, trên trăm con vậy đó, thì cái đồng tiền đó mình, cái số nhiều đó mình có thể quay vàng được hoặc là mình có thể chi chi một số việc nó. nó. nó, nó hay hơn chứ còn nếu mà như cô đem bán chợ thì không thì cũng mười mấy hai chục con chứ làm gì đâu bán nhiều được đúng không? Cô thấy là bao tiêu như vậy cô cũng thích, cô cũng ân làm. Thành phố Quảng Ngãi hiện có 14 xã nông thôn. Ở những xã này, người dân sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp. Với mục tiêu hỗ trợ sản xuất trong nông nghiệp nhằm giảm nghèo bền vững, thành phố Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến, ban hành và phối hợp triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án nhằm hỗ trợ hiệu quả thiết thực nhất cho người dân. Có nhu cầu nuôi bò thì mình đăng ký bò và nuôi gà thì có kiểm tra chuồng trẻ, đất vườn rộng thì mình đăng ký dự án nuôi gà cho họ. thì người dân sau khi chúng tôi rà soát xong thì mời dân về họp họp và làm biên bản có cái hộ đề nghị đó thì thống nhất hết rồi gửi lên cho chú ban giám nghệ cấp xã để đăng ký từ cái dự án cũng rất là vui thì bà con cũng có điều kiện tiếp cận được cái À, nguồn thu nhập cũng có thêm phát triển về kinh tế và vươn lên thoát nghèo. Các hộ chăn nuôi cũng được tập huấn kỹ thuật, ký kế kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm đầu ra với công ty. Nhờ đó rất yên tâm chăn nuôi phát triển kinh tế, phấn đấu thoát nghèo bền vững. Việc triển khai xây dựng, hình thành và phát triển chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ trong sản xuất nông nghiệp, trong đó có nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững sẽ góp phần hình thành các chuỗi cung ứng an toàn góp phần gắn kết trách nhiệm giữa các bên, đảm bảo đầu ra sản phẩm, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân. Bà con mà chăn nuôi mà sinh sản được đối với bò, thì công ty sẽ thu mua là cái cái, cái, cái bò và cái cung cấp cái nguồn uh, vaccine cũng như là uh, cái phấu giống cho bà con thì là công ty cũng ký cam kết với địa phương và cũng hỗ trợ cho bà con về về cái giống giống bò và để cho bà con mình phát triển cái đàn bò theo cái cái đàn bò lê là phát triển còn đối với gà thì cơ bản thì bà con mình nuôi mà thành phẩm thì bà con có nhu cầu bán thì bố lệ chính quyền địa phương địa phương sẽ liên hệ với công ty và công ty sẵn sàng thu mua toàn bộ các cái sản phẩm mà đã đạt chất lượng thì công ty mua và nếu bà con có nhu cầu mà mua lệ con giống thì công ty sẽ cung cấp trực tiếp cho bà con. Sản xuất nông nghiệp theo chủ giá trị liên kết là hướng đi bền vững, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương. Cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Nghi Hà là 1,3%. Với việc thực hiện các chương trình giảm nghèo. Trong đó chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững sẽ góp phần giúp xã đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn khoảng 1,09% vào cuối năm 2024.